Đây xẻ tông nè. Để chai thế. Ta. Sữa đi. Gì rồi? Kìa đâu? Kìa. Thầy hả? Đây là còn đang chưa là đã chơi cao ngủ à. Ôi đây mẹ ôi. Để đi ôi ôi à. Ôi nhá. Chưa bên nào rồi. Mức hưởng 80-100% chi phí khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, 100% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện và khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh. Tại người lao động tự do và các cơ sở cuộc sống thứ nhất của lao động. Đường thì 13.000 một túi 5 lạng. Ngoài cho đường còn cho cái gì nữa không em? Không cũng. Cho một đồng không? Giảm cholesterol, giảm mỡ hơn, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thành nhiều.
có không nhiệt tay quá không đấy? Nhiệt đấy. Ờ đấy, cứ cầm như thế đúng rồi. Cẩn thận nó bẩn nhé, đừng có để nó dính vào chân vào tay. Không cần kéo đâu, để nó cắt ra đây. Tí nữa nó ra nhanh còn không cắt kịp ấy. Đấy, 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 bảo kẹp đấy mà. Kẹp, rồi giữ, giữ đây, rồi từ từ cắt.
Mặc áo.
Ở nhà lo cho nàng rồi ta. Ở cho nhà đi. Ôm rồi. Cái này được cái này mà.
nghịch thế.